Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Thiên Định TV. Hôm nay thì Thiên Định đang đứng tại một căn liền kề bên trong phân khu Ngọc Trai Đảo Lớn. Một căn liền kề này Thiên Định phải chia sẻ luôn là giá của nó đang rẻ nhất thị trường tại phân khu Ngọc Trai. Nếu chúng ta vẫn muốn ở cho mình một cái phân khu kín, khép kín nhưng với tài chính chỉ tầm khoảng trên dưới 16 tỷ thì đây là một cái lựa chọn vô cùng hợp lý của chị nha. Căn này thì với cái diện tích đất của nó là 70,8m, mặt tiền của nó là 5m9, xây dựng được 66,6m2 một sàn, hướng Tây Bắc. Và quan trọng nhất là nó được gọi là 4 tầng một khu một chị ạ. Đấy, các cái căn bình thường tiêu chuẩn của chúng ta thì chỉ 3 tầng thôi, nhưng mà cái dãy gọi là cái dãy liền kề này thì nó ăn theo những cái căn mặt trước, chính vì vậy mà nó được thiết kế 4 tầng một khu với diện tích sàn một tầng nó lên đến 66,6m thôi chị ạ. Chúng ta có thể thấy là đây, cái mặt tiền của nó thì từ cái cây bên này chúng ta có thể nhìn thấy nhá, từ cái cây bên này sang đến cột đèn bên này mặt tiền lên đến là 5,9m thôi chị ạ. Hiện tại thì căn này gia chủ đang bán ở mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá của chủ nhà đang bán rơi tầm khoảng là 16 tỷ chị ạ. 16 tỷ giá gọi là giá thu về không bao phí. Căn này thì gần ngay với cái lối ra vào của phân khu của đảo Ngọc Trai. Và quan trọng là trong phân khu Ngọc Trai này thì dù diện tích nhỏ, phí dịch vụ của chúng ta đóng thì rất là hợp lý, rất là ít đúng không ạ? Ví dụ như Thiên Định chia sẻ luôn là bên trong phân khu Ngọc Trai thì tiền phí dịch vụ của nó rơi đâu đó tầm khoảng 16.000 trên 1m2. Thì như căn bình thường là những cái căn mà càng to, diện tích càng lớn như đơn lập thì chắc chắn phải đóng với cái mức phí dịch vụ rất là cao. Nhưng mà với một cái phí dịch vụ như cái căn liền kề này nó chỉ có bao nhiêu ạ? 70,8m cho là 71m thôi. Chúng ta đóng thì đâu đó nó chưa đến, gọi là loanh quanh đâu đó tầm khoảng chưa đến 1 triệu đồng đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại được sử dụng tất cả những cái tiện ích bên trong phân khu Ngọc Trai, kể cả những cái tiện ích nhất đúng không ạ? Như là bể bơi 4 mùa, rồi những cái tiện ích như là tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, khu phức hợp thể thao, khu chơi dành cho trẻ em, nó đầy đủ hết tất cả chị ạ. Đây là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định chia sẻ luôn. Nếu căn này bán xong thì không còn căn nào có mức giá rẻ hơn mà chúng ta có thể vào bên trong đảo Ngọc Trai này đây, để chúng ta có thể là cư dân khép kín. Nói chung là ở phân khu Ngọc Trai thôi chị ạ, là một trong những cái phân khu phải nói là VIP nhất tại Vinomotion Park 1. Với một cái quần thể tiện ích và an ninh khép kín 24/7, đây là một trong những cái phân khu mà đang được sự gọi là kiểu như là tìm kiếm cũng như là lựa chọn của rất nhiều khách hàng, đặc biệt là những gọi là những người nhiều tiền, những người mà thích cái cuộc sống gọi là cái cuộc sống nghỉ dưỡng, không muốn xô bồ, không muốn tấp nập. Đấy, bên ngoài thì dự án của chúng ta 420 ha với 66 tòa chung cư với rất nhiều các cái căn biệt thự. Hiện tại thì cái số lượng cư dân về ở rất là đông, nhưng mà bên trong phân khu Ngọc Trai là một trong những cái phân khu mà Thiên Định đánh giá được là cái sự yên tĩnh. Đấy, chúng ta có thể thấy được là ở đây cô ấy đang dẫn cháu đi chơi, chúng ta thấy không ạ? Nếu như bên ngoài thì nếu như đi như này thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bên trong khu Ngọc Trai thì cô ấy có thể là lượn quanh đảo luôn. Đấy, dẫn cháu của mình chúng ta đi chơi quanh đảo luôn mà nó không sợ gọi là không sợ gọi là giao thông xe cộ đúng không ạ? Đối với những cái sản phẩm bên trong phân khu Ngọc Trai thì chúng ta Thiên Định thấy được rằng là nó không khác gì những cái gọi là cái phân khu như Hoa Phượng, Hoa Sữa, Bằng Lăng, Anh Đào ở trên Vinhome Riverside cả. Với một cái quần thể Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta, một cái quần thể càng ngày càng đông và cư dân nó càng tấp nập như này, thì đây là một cái phân khu mà sẽ được gọi là lựa chọn khá là nhiều khách hàng. Và đây, thời điểm này là cái thời điểm đang là giá cực kỳ hợp lý rồi chị ạ. Mức 16 tỷ là cái mức gọi là đang là rẻ nhất để chúng ta có thể là vào phân khu Ngọc Trai. Và đây là cái cơ hội Thiên Định muốn chia sẻ để chúng ta có cơ hội là cư dân, cơ hội để chúng ta có thể được là cư dân tại Vinhome Ocean Park và đặc biệt là phân khu Ngọc Trai nhá. Nếu quý chúng ta mà muốn quan tâm, muốn xem gọi là hay là muốn gọi là quan tâm đến cái căn này, một cái căn bên trong phân khu khép kín tại đảo Ngọc Trai Đảo Lớn Vinhome Ocean Park Hải Gia Lâm, thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0933 313 931 với chị nha. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video và hãy ấn nút đăng ký để theo dõi không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.